là đi lâu không vậy hả? Ủa có dừng sao đi nhấp nhấp rồi sao? Đau rồi. Đau rồi hả? Dạ. Rồi sao? Đau cổ khi lừng thôi. Cái dạ, tháng bị cái thóc bị đi điểm hay sao? Dạ. Bị bao lâu rồi? Cũng 5 năm. Năm rồi. Dạ. Rồi đi điều trị đâu rồi? Uống trị uống thuốc bắc thuốc nam tùm lum rồi trước nó cấn dàn kinh sau nó liệt hai cái chân dở không lên rồi cái uống thuốc á cái thời gian nó cũng bớt rồi nó cứ đau đau lâu cứ đau 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 lại vậy ngoài nhưng mà nó không hết hẳn thì nó chỉ bớt rồi đi lại tới luôn được. Ừ. Bây giờ em đi lại cho tôi coi coi. Đi trong cái dùi lại đó. Nè mọi người đếm chân em đi nè ha. Chân ở bên phải nha. Đếm giả xương luôn thì thầy. Ở biết giả xương ở nào? Gù lưng. Ở gù lưng luôn. Dạ. Anh chân bỏ đau rồi. Đếm giảm hết xương rồi, đầu gối rồi. Lưng ra đây rồi. Mọi người nhìn đây. Lưng gù luôn. Đếm giảm xương luôn. Rồi. Quay sát vô đây nè. Đó, đây nè. Này nó biến dạng, nó cứng luôn rồi nè. Thấy không? 5 năm trời rồi. Và người nhà ra đỡ xuống đi làm mà xưa giải cho tải. Bây giờ em đi mà vừa đi vừa dở chân thử được không? Được. Thì mà cao không? Dở lên thì được cao. Nhưng mà cái nếu mà mình nằm xuống á thì cái chân mà nó phải đắp lại gì là nó nhức trong miệng. Nhức trong cái hả? Tức là ít cử động thì tốt mà cử động càng nhất. Lăn qua mỗi lần là lăn qua lăn lại thì nhức rất nhiều. Nhưng mà em có làm đơn hay chưa? Dạ rồi. Tại vì tôi nặng tay với em mà lỡ có chuyện gì em ráng một chịu nha. Thì giờ đường nào cũng phải chạy đường nào mới chạy lo đúng không? Có nhiều quá. Đấy, đây là đường cười đừng cục rồi. Đừng cục rồi. Đau lắm rồi. Tao dữ lắm đúng không? Chịu hết rồi. Tôi nhớ là nó bút dữ lắm. Mà không có làm cách nào nó hết. Tê. Giờ dở lên nó cũng tê nằm gác lên chỉ là nói chung đừng nhúc nhích thì được. Em học đi mấy hôm bữa hai giờ dạ. Em có nhìn năng chưa? Dạ. Rồi. Em có hút không khí không? Có hút mà ít à. Không phải hút tích cực em nghe lời tôi đi ha. Rồi có chồm đá không? Có chồm gan mà chồm lưng luôn nữa. Dạ. Tại vì trước sau thì em bị lưng rồi bị cổ bị hết nhưng không chỗ nào chạy thoát. Dạ. Ok, rồi đứng dậy đi. Rồi. Mọi người thấy ông đi lùm cái xương dây lưng lên. Thấy không? Rồi dơ lên. Lên lên lên. Lên lên. Lên rồi đứng đây. Rồi bỏ cái này xuống cái kia. Cái này là hai cái điểm nhà có phần tốt không rồi. Rồi tay chân rồi có mỗi cái tê gì hả? Đào trong này. Đào trong đó? Dạ. Bây giờ dơ lên đứng đây. Dơ không nổi. À bây giờ cái vụ dơ không nổi này hả? Mọi người học cái bài học này nha. Bây giờ cái tay này dơ lên đi, dơ thoải mái lên, nè, thả xuống. Rồi tay kia dơ lên. À rồi, cũng hơi chậm chút xíu là không có nhiều lắm. Hả? Phải nín thở dùng nội công mới đưa lên. Anh nín thở nội công. Nào vậy đó. À hay, cái vụ này hay hả? Dùng nội công rồi, ok. Cần nội công mới sao được ta? Thực ra là cái đó là nó do chèn cái cột sống cổ thôi. Thực ra là vậy, ra mọi người thấy vậy chứ là do chèn cuộc sống cổ thôi. Thấy không? Có lúc mình học rồi nhớ không ạ? Hầu hết các chứng là đều do chèn cuộc sống cổ. Đấy. Ồ, đau mềm, mềm, mềm. Bắt. Ồ, đau mềm. Mỗi lần nào cái hốp lên. Hốp. Đó, cái thành ra cái hốp không khí cực kỳ quan trọng. Đó. Thấy bớt đau chưa? Hốp, đau, đau, đau. Tận tâm. Tận tâm đấy. Để nó chấn động lên hết, ra là nó kinh khủng khiếp lắm. Rồi bây giờ trai bên kia không cần dẫn nội công coi thử có được không? Không hết thở vô mới được lên tổng. Này nhìn đây đảm quá. Thanh niên nó dưới tuổi rồi. 30. Thôi thôi xong rồi tôi tưởng ông 70. Đeo rồi. Đeo rồi. Từ khi bệnh tới giờ cái lụ cụ rồi. Rồi có già to. 30 xuống không bả đâu, không có gì dở to. Không có già con đâu. Không
một đứa con không có đứa vợ. Có vợ hay không? Có vợ. Có vợ hay không? Có vợ hay không? Có vợ hay không? Rồi, xin mời. Không, ngồi, ngồi thôi. Ngồi quay với tôi. Rồi, xin mời tôi, xin lùi, nào đó, lùi đó. Vậy đó. Đó, không, 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 đừng, đừng. Từ từ, rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Kêu thế mà. Hồi xưa giờ, tại cái khớp xương á, nó bị trật này. Rồi cứ gượng riết à, không có đi chỉnh lại. Thành thử là nó cứ dính cái khớp. Đau chứ. Nghe thì lao xạo đấy. Rồi bớt đau chưa? Rồi. Lùi ra sang chút nữa. Đó. Đấy. Không thua gì cái tay mà có quan trọng nè. Thấy không? Không còn thở gì hết, sợ hết giờ. Không một tí nữa hết. Kinh khủng khiếp. Kêu kêu như pháo vậy. Đi vô á. Mà đứa giờ nó bị sốt ra đấy. Đến sạc ra mà mình không biết. Biết sao? Chắc không khí rồi. Rồi nằm xuống. Rồi nằm xuống. Kích lên một cô bố cũng biết gì không? Bỏ ra đi. Nằm mọi người thấy cái lưng cơ bố. Nó như là mặt trăng quay không á. Không nằm được. Ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên. Ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên. Đừng có đi ngồi đầu gối lên đó. Rồi đó, rồi. Trên con, rất đau. Trên không 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 có thằng luôn mà chân nắm cái chân nắm cái chân này rồi đó rồi sao là mọi người thấy cái lưng nó vậy đó đúng giản hết rồi đúng chưa chuẩn bị thấy nghe nằm chung cái nó dễ cái nó nặng nặng xuống được chỉ xem nó nhẹ bớt hay lòng thì để hai lòng khỏi gồng gì gồng sao nào gồng từ từ gồng kêu dữ lắm. Ôi cái chân này không thẳng xuống được à? Lớn. Rồi nằm nghiêng qua đây. Cái gù. Cái gù lưng luôn mà. Rồi cho nó vô. Nó gù chân gù lưng luôn. Cục. Nói mệt. Mới hết đi mông viết này chả thấy đâu nữa rồi. Vậy mà không chịu lấy ra. Sao? Cố coi. Thank you.
Rồi ngồi dậy. Trước thì chịu khó đi. Rồi ngồi xếp lại. Rồi, xích qua đây chút xíu. Nữa. Rồi, quay mặt lên kia. Đó rồi, lùi ra sang chút nó. Sao nghe đâu? Mà đã không? Rồi, nắm chặt vô. Đang như mà đã. Rồi nằm sấp đầu yếu lên. Đau đâu? Cưng. Đau đây phải không? À, đó. Thì không mất luôn. Mà sao nhiều chúng máu vậy nè? Không ăn lùm lùm nữa nè. Như đầu tiên. Không phải đâu, không ăn nhiều tiền. Mà tại vì ông bệnh biết ông sẽ lép mà. Không thể là ông yêu là đúng không nha. Rồi, mông bên nào ra nhiều nói nghe coi. Bên đó, rồi. Em quay lên đó, đúng rồi, quay lên. Cái chân này qua đây, qua đó. Rồi quay lên. Rồi xích vô đúng miệng. Rồi, xích này chút nha, ok. Rồi. Đau không? Cưng đau. Nó cưng hết rồi. Rồi, quay qua cái đầu qua bên kia, cái chân qua bên này. Lấy cho một cái gối rồi. Rồi, nhận ở đó rồi. Trời ơi, đã mà. Bất công hay là nằm thẳng. Đau là hốt lên, hốt không khí, yeah, hốt mạnh lên. Rồi chưa, rồi lúc nào, tại sao biết ở đây tới? Bởi vì tôi. Trời ơi, kêu bằng là tới đây là kêu bằng cuối cùng rồi phải không? Từ nhà ở đâu? À, bữa nay mình chạy xe ở dưới 12.
Bên đây là ở huyện nào? Xuyên đó. Ở đây nó ngồi cái thế quen rồi. Mà cửa là đều ngồi một chỗ, còn cái này mà dẻo. Cuối cùng đó tới cuối cùng luôn phải không? Cuối cùng rồi. Chưa chết thì trước thì chịu thôi. Cái cảm giác là hết hết rồi. Cái lưng rồi thấy thẳng hơn. Thẳng hơn. Thẳng hơn. Thẳng hơn. Cái lưng cũng vậy mình là thẳng ra. Đi. Rồi quay đầu nó lại. Chân đỏ thầy. Giờ đã rồi. Giờ bộ dưỡng gì không? Những cái đùi ra em kêu kêu thả đi được không? Chưa. Phải còn kêu nữa, đứng dậy. Thẳng, thẳng lưng nữa. Thẳng lưng, thẳng lưng. Đồ hay quá. Đồ hay. Cái này không chịu chứ hay gì? Cái này thầy 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 à, còn chút nữa rồi em thấy sao, em thấy đứng lưng thấy ok không? Thẳng hơn rồi, giờ đi đi, mình đâu đi. Đi cũng nổi mà cái lưng nó cong, mà muốn giơ tay lên thì cũng phải gồng mà thôi làm xong thì giờ nó nhẹ 80% giờ. Quay qua nó cứ ngát rồi, không có quay được. Bây giờ được đã quay 10 giờ chắc được 30% quay qua. Anh quay qua đây đi sửa cổ chứ. Quay như ra sao giúp nó vậy đó. Ok. Ngồi thẳng hẳn đấy rồi, lưng thẳng rồi. Lưng thẳng rồi. Mềm cái cổ ấy. Mềm thử được không? Cứng quá hả? Mềm, cổ cứng lắm. Cứng, nó gồng cứng lắm này. Mềm chút. Thả lỏng nha. Thả lỏng chút đó, đúng rồi. Cổ cứng lắm. Rồi, em nằm xuống đây. Ké làm nữa. Kéo cổ hả? Này nó bốn lần. Ta lỡ rồi. Trời ơi, lỡ. Ta lỡ rồi. Chuyện ngon lắm á. Ta lỡ rồi. Xem được xuống sàn rồi đó. À xuống... Nằm xuống sát. Đông ra. Ngồi dậy đi. Được rồi. Rồi bây giờ lên cổ lại coi sao rồi. Hả? Ờ quá. Ờ.
tại nó lâu quá, ngay cái gân ấy, nó cũng bị cứng hết rồi. Bây giờ mình làm cái gân ra cho nó mềm lại. Rồi, xây lại cổ đi, đó. Rồi, được rồi, vậy được rồi. Miễn vậy được khá rồi. Ok, bây giờ em đi lại khác rồi đó. Đi lại, thôi. Đi lại đi. Rồi. Được rồi, cái đó phải chuồn nóng vô. Chuồn nóng vô nhiều. Thôi, cảm ơn em. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.